Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải viếng, đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Khỉ con yêu yêu. Anh Ngư Ngư, cái bên này là em phát hiện ra trước. Dựa vào đâu mà nói em phát hiện trước? Nó rớt trước mặt em. Là anh lấy được trước. Anh Ngư Ngư, anh không thể làm vậy. Anh làm sao? Cái bình này rõ ràng là anh lấy được trước. Anh Ngư Ngư, anh Ngư Ngư. Cái bình rõ ràng là rơi ở đây mà, tại sao lại không tìm thấy? Kỳ lạ. Để em biểu môi như vậy là ai ức hiếp em hả? Anh Ngư Ngư. Ngu ngu ức hiếp em thế nào hả? Anh ấy cướp đồ của em. Nhà Ngư Ngư giàu như vậy sao lại đi cướp đồ của người khác? Ngư Ngư cướp của em cái gì vậy? Em phát hiện ra trước một cái bình rất đẹp nhưng bị anh ấy cướp mất rồi. Thì còn tưởng là đồ vật gì ghê gớm lắm cơ. Quá ra chỉ là một cái bình. Để đừng vì một cái bình mà tức giận nữa. Anh ấy cướp đồ của em là anh ấy không đúng. Để à, con sao vậy? Anh Ngu Ngu cướp đồ của con. Ngu Ngu chẳng qua chỉ lấy một cái bình. Cái đoạn đường em hãy gặp ai liền kể lể. Có tới mức phải vậy không? Để con qua đây. Để con có biết mình đã phạm lỗi gì không? Hả? Ông ngoại nói con phạm lỗi ha. Trên đường đi con luôn kể lể hành vi xấu của Ngu Ngu. Hành động đó vốn cũng là một việc ác. Điều này cứ chỉ lời nói của mỗi người đều sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với cả một đoàn thể. Con cứ kể lể lỗi lầm của người khác sẽ ảnh hưởng đến đoàn thể. Nếu như làm hơi quá đáng còn mang đến tai họa nữa. Con biết sai rồi. Ngưu Ngưu, nghe nói em cướp đồ của đệ. Thật vậy sao? Ai nói chị nghe vậy? Bạn của em đều nói như vậy. Nhất định là do đệ nói xấu sau lưng em. Em phải đi giáo huấn em ấy. Không được, chị đừng cản em. Để nhỏ như vậy mà em đi giáo huấn em ấy sẽ bị người khác chê cười đó. Chuyện này bỏ qua cho em ấy đi. Thật bực bội. Cứu mạng, cứu mạng với. Người lại. Em là yêu yêu, mau thả em ra đi. Em sẽ báo đáp anh. Ăn no chưa? Em đã nói là sẽ báo đáp anh. Anh muốn em làm gì? Giúp anh giáo huấn một người. Em không thể giúp anh. Tại sao? Em không thể làm những chuyện không đạo đức. Em ấy nói xấu anh khắp nơi, không phải đứa trẻ tốt. Tại sao bạn ấy lại nói xấu anh vậy? Anh nhặt được cái bình. Em ấy nói anh cướp của em ấy. Cái bình nó chỗ anh sao? Em từng thấy qua cái bình này rồi à? Cái bình này là của em. Là của em sao? Anh có thể trả lại nó cho em không? Được, nhưng có điều em phải giúp anh giáo huấn em ấy. Như vậy đi, trước tiên để em đi xem thử. Nếu bạn ấy thật sự là đứa trẻ xấu, em sẽ giúp anh giáo huấn bạn ấy. Cũng được. Em đi ngay đây. Quá ra là một chú thần hầu.
ngoại nghỉ chút đi để con quét cho. Không cần đâu, con đi chơi đi. Con đã trưởng thành rồi, giúp đỡ ngoại làm việc nhà là việc nên làm. Ngoại về phòng nghỉ ngơi đi. Để thiệt là đứa trẻ ngoan. Bạn ấy hiếu thuận như vậy, chắc không phải là đứa trẻ xấu. Anh là khỉ nhà ai vậy? Bạn đắc tội với Ngô Ngô. Ngô Ngô muốn mình tới giáo huấn bạn. Bạn mau đi xin lỗi Ngô Ngô đi. Bạn ấy là ai vậy? Tiểu Sửu Ca, có chuyện gì không? Em có nhìn thấy một cái bình phát sáng không? Bị Ngô Ngô lượm rồi. Vừa nãy mới có một con khỉ biết nói tới đây, nói Ngô Ngô mua giáo huấn em. Con khỉ đó ra ngoài rồi sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Con khỉ đó đến từ hành tinh khác. Hành tinh nơi em ấy ở, mọi người thường đi khắp nơi kể lể khuyết điểm của người khác, khiến cho lòng người hoang mang. Con khỉ này đã ở trong cái bình này phản tỉnh một thời gian rồi, đã cải tà quy chánh. Anh phải đưa em ấy trở về để khuyên người trên hành tinh đó hướng thiện. Không ngờ em ấy tự mình chạy ra khỏi cái bình rồi. Phức tạp vậy hả? Anh phải tìm em ấy trở về. Để Tiểu Súng Ca trở về chưa? Anh à, Ngô Ngô lấy cái bình đi rồi, sao lại còn muốn giáo huấn em nữa? Em không biết. Chắc là con khỉ đó vẫn chưa sửa đổi hành vi xấu, muốn phá hoại sự đoàn kết của chúng ta. Điều bạn ấy có đi nói lung tung với người khác không? Chúng ta phải đi nhắc nhở mọi người đề phòng con khỉ đó. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, đừng tin tưởng lời em ấy nói. Các anh nhất định không được tin tưởng bạn ấy đó. Yêu Yêu, đứng lại. Chị có thể giúp em không? Đừng qua đây, chị sẽ không tin tưởng em đâu. Ê, chính là em ấy. Yêu Yêu, em đừng chạy. Ngô Ngô, tại sao mọi người lại trốn tránh em vậy? Em không biết sao. Hiếu Hiếu và Đệ đi kể lể khắp nơi chuyện trước kia của em. Thì ra là bọn họ. Bây giờ mọi người đều đề phòng con khỉ đó. Anh đã yên tâm rồi. Bộ dạng của bạn ấy rất dễ thương, không ngờ lại xấu tính như vậy. Hóa ra thật sự là hai người nói xấu em. Hút dao. Anh ơi, chúng ta phải làm sao? Anh cũng không biết nữa. Hai người ở trong đó sao? Tiểu Súng Ca, là anh sao? Hai em đã biết mình làm sai gì chưa? Tụi em nhắc nhở mọi người đề phòng con khỉ đó, có gì sai chứ? Khỉ con Yêu Yêu năm đó làm sai bị nhốt trong cái bình nhiều năm như vậy đã rất áy náy rồi. Bây giờ em lại đem chuyện năm đó của em ấy đi nói ra ngoài, kể lể khắp nơi, làm sao em ấy có thể chịu được? Trong lòng chúng ta nên chứa sự nhân hậu, hiểu và thông cảm cho tâm tình của người khác. Tiếp đó là giúp đỡ người khác mới đúng, chứ không phải một mực kể lể lỗi lầm của người khác. Em biết sai rồi. Hai em mau ra ngoài đi. Tại sao tụi em ở đây vậy? Là Yêu Yêu mang tụi em về đây. Chúng ta mau chạy đi. Hai người đừng hòng chạy. Chúng ta phải làm sao đây? Đừng sợ, anh có cách. Hút vào. Lần này nhanh như vậy đã bị hút vào rồi. Chúng ta đi thôi. Thả em ra ngoài, thả em ra ngoài. Anh cứ tưởng là em đã sửa đổi rồi, không ngờ em vẫn chưa chịu sửa đổi thói xấu. Là do họ nói xấu em, nên em mới trừng phạt họ. Cho dù người khác nói không đúng, thì em cũng nên mở rộng tâm lượng của chính mình. Tha thứ cho người khác, khuyên bảo người khác, chứ không phải là đi tuyên truyền lỗi lầm của người khác, trừng phạt người khác, lấy ác trị ác, chỉ làm mọi chuyện tồi tệ thêm. Em hiểu rồi. Hả?
có bằng lòng quay về hành tinh của mình khuyên bảo mọi người hướng thiện không? Em bằng lòng. Vậy em đi đi. Ngu ngu vẫn luôn canh cánh ở trong lòng chuyện để nói xấu anh ấy. Em hy vọng trước khi rời đi có thể giúp họ hóa giải mâu thuẫn. Em đã sớm biết mình sai rồi. Thật ra lần trước anh ngu ngu không hề cướp đồ của em. Em không nên đi nói xấu anh ấy. Đệ em anh ngu ngu, em biết sai rồi, tha thứ cho em nha. Chuyện đó anh cũng có lỗi. Cái bình đó là em phát hiện ra trước nên là của em mới đúng. Không. Các bạn nhỏ thân mến, xem xong câu chuyện hôm nay, các em có thu hoạch gì không? Đúng vậy, chúng ta không nên đi tuyên truyền lỗi lầm của người khác. Làm như vậy sẽ càng mâu thuẫn gay gắt hơn. Chúng ta nên hiểu cho nỗi khổ của người khác, dùng chân tâm của chúng ta đi giúp đỡ người khác. Câu chuyện hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lần sau.